Các quán ốc rất được ưa chuộng tại nhiều nơi ở Việt Nam với nhiều loại nghêu, sò, ốc, ghẹ, bạch tuộc được chế biến thành nhiều món ăn ngon và hấp dẫn với giá bình dân. Đây cũng là mô hình kinh doanh hấp dẫn với vốn đầu tư ít nhưng mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, để kinh doanh thành công mô hình quán ốc, nhiều nhà đầu tư đều gặp thử thách rất lớn khi kinh doanh, đó là nhân sự bếp. Nhận thấy tiềm năng kinh doanh mô hình quán ốc rất lớn tại Đà Nẵng, anh Dũng đã tìm đến thầy Y để học bí quyết chế biến các loại ốc. Xin chào các bạn, mình là Dũng, mình đến từ Đà Nẵng. Thì hôm nay mình rất vui khi đăng ký khóa học làm ốc, bí quyết làm ốc của thầy Y. Anh Dũng đã được thầy Y, thầy Thái là những chuyên gia hàng đầu Việt Nam truyền dạy về kinh doanh và bí quyết làm ra những loại sốt ngon để chế biến các món nghêu, sò, bạch tuộc, ốc. Rồi hôm nay ngày 30 tháng 4 2021 thầy ở có mặt ở Đà Nẵng để dạy cho Dũng. Dũng là từ Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Thì Dũng đã rất là đam mê ẩm thực, đam mê nấu ăn rồi nghiên cứu món ốc ở Sài Gòn, rất là thích cái món ốc ở Sài Gòn. Ốc ở Sài Gòn phải nói là nó rất là phong phú, nó rất là nhiều ốc và rất nhiều loại sốt. Ở Nespay thì cái ốc và các món ăn kèm thì được nghiên cứu và được làm ra những loại sốt rất là ngon. Rất nhiều bạn đã tham gia học trong cả nước. Thì hôm nay là ở Đà Nẵng thì thầy dạy cho các bạn về cái món ốc mà nghêu sò ốc hến, nó đi vào những dòng sốt như là sốt hấp, rồi sốt nướng, sốt rang, sốt xào. Thầy Y đã hướng dẫn tỉ mỉ cho anh Dũng từ khâu đi chợ để chọn lựa các loại nghêu, sò, ốc tươi ngon, cách sơ chế và bảo quản ốc để đảm bảo chất lượng và sử dụng cho nhiều ngày. Các thầy đã truyền dạy bí quyết làm các loại sốt nướng như nướng mỡ hành, nướng phô mai, nướng bơ tỏi, nướng muối ớt, nướng sa tế. Đây là những loại sốt nướng ngon và đẳng cấp. Các loại sốt xào ốc như xào me, xào bơ tỏi, xào phô mai, xào hoàng kim, xào sa tế, xào tắc cô đặc, xào chanh dây, xào cốt dừa là những loại sốt xào ngon được giảng dạy theo phương pháp cân đong chính xác nguyên liệu và gia vị, tạo ra những sốt xào ngon vượt bậc. Các loại sốt hấp được nhiều khách hàng yêu thích như là hấp Thái, hấp xả đều được các thầy truyền dạy. Các loại sốt rang ngon như rang muối ớt ướp, rang muối ớt khô, rang muối tiêu Hồng Kông rất hấp dẫn khi chế biến các món ốc. Các loại nước chấm rất quan trọng, muối ớt xanh, nước chấm sả tắc, muối tiêu rất thơm ngon, rất hợp với các món ốc, tạo ra các hương vị ngon và khác biệt cho từng món ăn. Trong một lần tìm hiểu về cái món ốc để chuẩn bị về kinh doanh đó, thì mình đã vô tình tìm hiểu thấy được cái video hướng dẫn của thầy Y. Và cách cái khóa học này rất là tiện ích ở chỗ là cho mình được cái chủ động được bài toán nhân sự bếp. Thứ hai nữa là tiết kiệm được thời gian, chi phí. Cái thứ ba nữa là cách bảo quản sản xuất theo hướng công nghiệp. Điều đó rất là tiện. Từ các loại ốc tươi ngon như ốc hương, ốc bưu, ốc giác, ốc móng tay với các loại sò dương, chip chip, sò mai hay nghêu, càng ghẹ, khi kết hợp với các loại sốt ngon sẽ tạo ra hàng chục món ăn rất ngon và đẳng cấp. Những cái loại sốt nó lên tới khoảng 17 loại sốt và 3 loại sốt chấm làm cho cái món ốc nó rất là phong phú. Thì nó giúp cho khi làm ra món sốt đó, kết hợp với những nguyên liệu tươi ngon ở Đà Nẵng phải nói là rất hấp dẫn. Và có lẽ là cơ hội kinh doanh ở những vùng như là xa Sài Gòn đó. Đà Nẵng thì cái đẳng cấp nó sẽ giúp cho các bạn dễ thành công. Và bởi vì cái đẳng cấp thì hầu như là ít người được tiếp cận đó, là được học được những loại sốt ngon và cách chế biến theo hướng công nghiệp. Các giải pháp chế biến theo hướng công nghiệp được thầy Y truyền dạy
sẽ giúp cho anh Dũng có thể tự sản xuất các loại sốt tại bếp trung tâm với số lượng lớn, đảm bảo được chất lượng ổn định, không lệ thuộc vào nhân sự bếp. Các loại sốt được sản xuất hàng tuần giúp tiết kiệm nhiều thời gian vào bếp và giảm giá thành chế biến rất đáng kể. Việc kinh doanh, bán hàng sẽ rất nhanh và đơn giản, chỉ mất từ 2 đến 3 phút là có thể hoàn tất một món ốc nướng, xào, rang hoặc hấp với chất lượng ngon và đồng đều, bất cứ nhân sự nào cũng có thể thực hiện được. Các thầy đã hướng dẫn rất là tỉ mỉ và chi tiết. Sau khóa học này mình tin là với những sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy thì mình sẽ làm được. Cái khóa học này sẽ giúp mình kinh doanh thành công. Rất là cảm ơn thầy và thầy Thái cùng đội ngũ anh em Nextby đã giúp đỡ mình trong cái khóa học bí quyết ốc này. Thì mình xin chúc thầy và đội ngũ nhân viên Nextby sức khỏe, thành công trong công tác. Với những giải pháp tối ưu để sản xuất, chế biến các món ốc theo hướng công nghiệp sẽ giúp cho anh Dũng triển khai kinh doanh quán ốc nhanh chóng, đảm bảo chất lượng món ăn tốt và đồng đều.